Mến chào quý vị khán giả, tôi là Thanh Thanh. Quý vị đang theo dõi thông tin thời sự tại tin tức Sky News, kênh cập nhật tin tức 24 giờ. Chủ trọ lột sạch 320.000 cuối cùng dàn túi, dọa đuổi ra ngoài và hành động khiến nữ công nhân thuê nhà quỳ gối. Cô công nhân đang ăn mì gói suông, không có rau hay chút đạm nào thì chú trọ ập tới. Anh hỏi giọng cũng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Em ơi, hôm nay tới ngày đóng tiền trọ. Khách thuê vội buông tô mì, mặt đầy ái ngại, liếng nhí hỏi. Tiền của em nhiều quá anh, của em tiền phòng trọ 800 nghìn, tiền điện nước 250 nghìn, tổng 1 triệu 050 nghìn. Anh cho em nợ tháng này được không? Tại mấy tháng nay thất nghiệp, em đâu đi làm đâu, đâu có tiền đâu, chẳng lẽ em hết tiền luôn rồi hả? Em hết tiền luôn rồi, còn mấy chục trăm mấy gì đó để em mua mì gói ăn thôi. Em còn có nhiêu đây nè, vừa nói cô vừa vét sạch tiền trong túi, chia hết ra cho chủ trọ xem. Em đưa cho anh cũng không đủ nữa, mà đưa cho anh em không có tiền ăn. Thôi bây giờ em đưa hết đây, đưa hết tiền cho anh, em lấy đâu tiền em ăn. Thôi em gửi anh 200.000 đi hen. Dù cô ra sức năn nỉ, chủ trọ cũng kiên quyết, anh không xúc phạm, lên giọng hay nặng lời câu nào, nhưng thái độ dứt khoát cũng đủ khiến cô công nhân rừng rừng nước mắt. Không được, đưa hết đây. Còn có mấy chục ngàn, đưa hết, lấy tiền đâu em ăn. Không được, không có tiền, thì cuốn đồ đi ra ngoài. Giờ dịch này em đâu có biết tìm phòng ở đâu đây, ra ngoài công an bắt em nữa. Thì cứ đưa đây, được mấy trăm, được có 320 nghìn nè, à. đưa hết đây, còn không đưa thì đi ra ngoài. Đưa, nhưng anh cho em xin lại mấy chục để em đi mua mì gói. Không được, đưa anh hết, rồi tiền đâu em ăn. Nói đến đây cô méo máu, nhưng vẫn đưa toàn bộ số tiền cho anh chủ trọ. Chủ trọ cầm sắp tiền, cất lại vào túi, giọng vẫn tỉnh queo, rồi coi như là giữ mấy trăm này nha. Nói đoạn, anh lấy trong túi mình ra đưa cho cô 2 triệu. Khi cô khách trọ còn ngơ ngác thì chưa hiểu chuyện gì, mặt thậm chí hơi gậu, anh nói tiếp. Tiền này là tiền hỗ trợ cho mấy ngày dịch nha, còn tháng này coi như là xong, xí xóa nha. Đến đây, có lẽ cảm xúc dân tràn, cô vội vàng, quỳ gối cảm ơn anh, rối rít cảm ơn, không để cô quỳ lâu, anh chủ trọ vội vã ra về. Clip trên đã thu về 3 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn lượt tim dành cho anh chủ trọ ấm áp nhưng cũng rất cứng.